Ngân hàng Thế giới mới đây vừa cho biết thể chế tài chính này sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình tại Trung Đông và Bắc Phi trong những năm tới. Nhằm giúp đỡ các nước trong khu vực đối phó với tình trạng bất ổn chính trị gây áp lực lên nền kinh tế, Ngân hàng Thế giới sẽ tăng gấp đôi các khoản đầu tư của mình tại Trung Đông và Bắc Phi. Chúng tôi đang thảo luận về các dự án mới trên toàn bộ khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ khu vực Ả Rập. Kế hoạch của chúng tôi có thể là tăng gấp đôi các danh mục đầu tư. Ví dụ như Lebanon, chúng tôi muốn tăng danh mục đầu tư từ 1,1 tỷ đô la Mỹ lên 2,3 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm. Như vậy là sẽ tăng hơn gấp đôi. Tại Tunisia, chúng tôi sẽ tăng từ 400 đến 500 triệu lên 800 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ. Giá dầu giảm gần một năm nay gần như đã tàn phá kinh tế Iraq. Trong khi đó, Lebanon, người láng giềng của Syria, đã mất hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu và các khoản chi khác vì cuộc nội chiến ở Syria. Theo một nghiên cứu của chính phủ Lebanon, nước này cần 1 tỷ đô la Mỹ trong 1 hoặc 2 năm để giúp những người tị nạn. Vì vậy, World Bank cần làm việc với các tổ chức tài chính khác để huy động được số vốn này.